Ukraine tấn công tên lửa vào Belgorod, đốt cháy nhà máy lọc dầu trong hai ngày bầu cử Tổng thống Nga. Nga để dành xe tăng T-14 Amata cho những trận chiến quyết liệt hơn. Nếu binh sĩ Mỹ xuất hiện ở Ukraine, Nga sẽ làm gì? Nga bắt người bị nghi là đặc vụ tình báo Ukraine. Hiện Kremlin, Ukraine đang cố gắng phủ bóng đen lên cuộc bầu cử Tổng thống Nga bằng các cuộc tấn công. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 đốt cháy nhà máy lọc dầu trong hai ngày bầu cử Tổng thống Nga. Ukraine đã thực hiện một vụ tấn công tên lửa nhằm vào Belgorod ngày hôm nay, một thành phố ở miền Tây nước Nga khiến cho hai người thiệt mạng. Thông tin này được tiết lộ bởi Vyacheslav Gladkot, thị trưởng vùng Belgorod, nơi các cuộc tấn công xuyên biên giới từ Ukraine trở thành một phần của cuộc sống thường nhật. Cũng trong ngày hôm nay, thống đốc vùng Samara, cách Moscow 850 km về phía đông nam cho biết, nhà máy lọc dầu Siran đã bị cháy trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Tuy nhiên, cuộc tấn công thứ hai nhằm vào một nhà máy lọc dầu khác đã được ngăn chặn. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, sự kiện mà Tổng thống Nga Putin cho là mục tiêu tấn công phá hoại hiện thời của Kiev. Hiện tổng tuyển cử đã bước sang ngày thứ hai với tỷ lệ bỏ phiếu được cho là ở mức cao. Theo quan sát của Reuters, tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước đã đạt gần 38% tính đến sáng ngày 16 tháng 3, ngày thứ hai của cuộc tổng tuyển cử một số khu vực đạt tỷ lệ cao nhất lên đến gần 70% được ghi nhận ở Bingorod và các vùng của Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền cho hay, đảng này đang phải đối mặt với một dạng tấn công mạng diện rộng nhằm mục đích làm tê liệt lưu lượng truy cập web và buộc phải tạm ngừng các dịch vụ không thiết yếu để đối phó. Xe tăng T-14 Amata vẫn chưa tham chiến, bất chấp Nga tuyên bố phương tiện trên đã hoàn thiện. Vậy là vì nguyên nhân nào? Xe tăng T-14 Amata hiện vẫn chưa xuất hiện trên chiến trường Ukraine hoạt động sản xuất đối với nó vẫn gần như bị đình trệ. Vì sao Nga lại đưa ra quyết định trên khi họ cần thêm nhiều chiến xa để khẳng định ưu thế vượt trội? Điều này phần nào được giải thích bởi tạp chí Military Watch khi tờ báo Mỹ đã hé lộ thực trạng tổn thất đáng kể của lực lượng vũ trang Ukraine khi mất nhiều thiết bị quân sự do phương Tây viện trợ trong chiến dịch phản công mùa hè năm 2023. Binh sĩ Ukraine đã mất một số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực và xe bọc thép, trong đó bao gồm những loại tiên tiến nhất như Leopard 2A6, M1 Abrams, Challenger 2 hay xe CV9040 M2 Bradley. Các nhà phân tích của tờ Military nhận định thực tế trên cho phép Bộ Tổng Tham mưu quân đội Nga giữ lại xe tăng T-14 Armata tiên tiến nhất của mình để dành cho các cuộc xung đột với cường độ cao hơn có thể xảy ra trong tương lai. Truyền thông Mỹ đặc biệt chú ý đến tổn thất của xe tăng M1 Abrams và Leopard 2A6 sự tham chiến của chúng theo nhận xét là chỉ gây áp lực nhỏ lên quân đội Nga, chưa phải là phương tiện có khả năng thay đổi cuộc chơi như kỳ vọng từ phía Kiev. Chưa cần tới T-14 Amata, máy bay không người lái tấn công cảm tử như Lancet đã được chứng minh là phương tiện hiệu quả khi chống lại các phương tiện bọc thép của phương Tây được quân đội Ukraine sử dụng. Tờ báo Mỹ nhận định, Vấn đề nữa cần lưu ý là trước đó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec, ông Sergei Chemezov cho rằng xe tăng T-14 Amata nhiều khả năng sẽ không được sử dụng trên chiến trường do giá thành sản xuất quá cao. Thừa nhận của người đứng đầu Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng lớn nhất của Nga nhấn mạnh cách tiếp cận chiến lược của giới lãnh đạo quân sự tại Moscow trong việc sử dụng vũ khí tối tân nhất của mình. T-14 Amata sẽ chỉ tham chiến khi lực lượng vũ trang Ukraine nhận được nhiều chiến xa hiện đại hơn và ưu thế trên thực địa không còn thuộc về các đơn vị mặt đất Nga một cách rõ rệt như hiện nay. Mặc dù vậy, cũng có nhận xét khác cho rằng Nga chưa thể, chứ không phải là chưa muốn tung xe tăng T-14 Amata vào mặt trận. Khi phương tiện chiến đấu này còn nhiều thiếu sót cần phải khắc phục, điển hình như hệ thống điều khiển hỏa lực, tổ hợp phòng vệ chủ động hay đơn giản hơn là động cơ chưa đạt được hiệu suất như là thiết kế ban đầu tất cả đều gây ảnh hưởng nặng nề đến khả năng tác chiến. Vội vã tung cỗ chiến xa tối tân nhất của mình vào chiến trường khi chưa hoàn thiện và để xảy ra tổn thất sẽ ảnh hưởng nặng nề tới hình ảnh của T14 Amata. Đây là điều mà giới chức quân sự công nghiệp Nga phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Một yếu tố nữa phải nhắc đến đó là những lệnh cấm vận của phương Tây được cho là đã khiến chiếc Amata thiếu trầm trọng thiết bị điện tử công nghệ cao để hoàn thiện những khí tài đặc chủng mang theo. Đây là tình trạng chung khiến nhiều chiến xa của Nga, mặc dù nhìn vẻ bề ngoài tưởng như đã hoàn thiện, nhưng thực chất chưa đạt được trạng thái chiến đấu đúng với thiết kế và kỳ vọng. Đối với dòng T-72, T-80 hay thậm chí là T-90, Nga có thể chữa cháy bằng cách lắp tạm khí tài cổ điển hơn, nhưng trường hợp T-14 Armata thì rõ ràng cách thức trên không thể ứng dụng, vì vậy cỗ chiến xa này sẽ còn khá lâu nữa mới thực sự sẵn sàng. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây hé lộ cách Nga đối xử với các binh sĩ Mỹ nếu như họ xuất hiện ở Ukraine. Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh nếu binh sĩ Mỹ xuất hiện ở Ukraine, Nga sẽ coi họ như những người can thiệp. Trong tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng các đồng minh phương Tây không nên loại trừ việc triển khai quân tới Ukraine. Tuy nhiên, hầu hết các đồng minh và người đứng đầu NATO đều không đồng tình với ý tưởng này. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông Putin nói rằng nếu Mỹ tiến hành các vụ thử hạt nhân, Nga cũng có thể làm điều tương tự. Ông tuyên bố Nga sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân, nhưng hiện tại không phải mọi thứ đang thúc đẩy cho điều đó. Ông còn nhấn mạnh Nga sẽ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền của nước này bị đe dọa. Một cuộc phỏng vấn nêu trên, ông Putin nói rằng việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là một bước đi vô nghĩa và Nga sẽ triển khai quân đội và hệ thống hủy diệt tới biên giới Phần Lan sau khi Phần Lan gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt này đây là một bước đi hoàn toàn vô nghĩa đối với phần lan và thụy điển xét từ quan điểm đảm bảo lợi ích quốc gia của chính họ ông putin nói trong cuộc phỏng vấn chúng tôi không có quân đội ở đó ở biên giới phần lan bây giờ họ sẽ đến đó ở đó không có hệ thống hủy diệt bây giờ chúng sẽ xuất hiện ông putin nhấn mạnh mặt khác tổng thống putin nói trong cuộc phỏng vấn rằng cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên có ô hạt nhân của riêng mình và bình nhưỡng chưa yêu cầu moscow hỗ trợ Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ, Thụy Điển, Phần Lan, Ukraine cũng như Triều Tiên đối với phát ngôn của ông Putin. An ninh Nga bắt một người đàn ông bị nghi là đặc vụ tình báo Ukraine nhận lệnh phá hoại tuyến đường sắt trọng yếu tại tỉnh Solos. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB thông báo đã bắt một công dân nước này khi đang lên kế hoạch phá hoại đầu mối trung chuyển đường sắt xuyên Siberia ở tỉnh Volos. Theo FSB, người đàn ông sinh năm 1962 này hành động theo chỉ thị của Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR. FSB cho biết đặc nhiệm Ukraine tuyển mộ nghi phạm ở Lviv. Người đàn ông này được huấn luyện ở Ukraine, sau đó nhận lệnh tới Nga dùng thiết bị tự chế làm chật bánh các đoàn tàu chở hàng hóa cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội và đang hợp tác với cơ quan điều tra. Thông cáo của FSB có đoạn, điều tra viên đã thu giữ thiết bị mà nghi phạm dùng để liên lạc với người phụ trách. Thiết bị làm chật bánh tàu hỏa cùng khoản tiền mà tình báo Ukraine chuyển cho nghi phạm để chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội. GUR chưa bình luận về thông tin trên. Ukraine từng tuyên bố nhắm mục tiêu vào tuyến đường sắt Siberia, vốn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận tải hàng hóa trên khắp nước Nga. Đó tình báo Ukraine vào ngày 4 tháng 3 tuyên bố cài bom phá cầu đường sắt bắc qua sông Chapaka, đoạn chảy qua tỉnh Samara của Nga. GUR cho biết cây cầu bị hư hỏng sau vụ đánh bom và sẽ không thể hoạt động trong thời gian dài. Nga trong những tháng gần đây ghi nhận nhiều vụ tập kích nhằm vào mục tiêu kinh tế trong lãnh thổ nước này, trong đó có các vụ tấn công cơ sở dầu khí bằng máy bay không người lái drone. Giới chức Nga cáo buộc Ukraine tổ chức các vụ tập kích nói trên. Dmitry Ajarov, tỉnh trưởng Samara, vào ngày 16 tháng 3 cho biết, drone của Ukraine tập kích hai nhà máy lọc dầu của tập đoàn Rosneft tại tỉnh. Các công nhân được sơ tán khỏi hai cơ sở này không có thương vong liên quan. Thư kỳ báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov bình luận về lý do các cuộc tấn công vào các khu vực của Nga cho biết rằng bằng cách này hay cách khác, chúng có liên quan đến những nỗ lực nhằm phủ bóng đen lên cuộc bầu cử tổng thống Nga và gây bất ổn cho tình hình. Bạn biết đấy, thành thật mà nói, tôi sẽ dành việc bình luận cho lực lượng an ninh của chúng tôi. Họ có đặc quyền đánh giá tình hình. Nhưng thực tế là bằng cách này hay cách khác, những vụ tấn công này có liên quan đến những nỗ lực nhằm phủ bóng lên cuộc bầu cử, nhằm cố gắng gây bất ổn tình hình. Rõ ràng là như vậy, ông Dmitry Peskov nói. Trong ba ngày qua, nhóm lực lượng phía Tây cùng với chính quyền biên giới FSB của Nga đã ngăn chặn mọi nỗ lực đột phá của lực lượng vũ trang Ukraine tại lãnh thổ của vùng Bengrut và Kursk. Đây là thông tin của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.